bác giao đi cướp tiệm vàng, rồi em theo cuộc chơi mà chúng ta gọi là đậm đà. Ngày hôm nay mình em thầm khóc cho cuộc đời tội lỗi, em đã lên xe và chạy trốn. Ngồi trong đêm quên yêu luôn tiếc thương cho số phận mình, vì không nghe mẹ cha em đã xa chân vào cạm bẫy. Chạy thứ bao cuộc chơi em mới thơ con đường tội lỗi, thân xác bên tôi không còn chi. Tôi không còn chi ngoài tấm thân ôm yêu gầy ồn. Em chơi kẹo và kẹo rồi mấy hôm lại ngồi đâm ra. Đừng cho thân con em thành sớm mai xa lìa cuộc sống. Đến với tháng năm đầy tăm tối, gần mong sao ngày sau chẳng có ai đi cướp tiền vàng. Em mong sao ngày sau đời sẽ không ai phải hối tiếc. Hôm nay em ngồi đây lòng nhớ thương sao vàng yêu dấu. Em sắp ra đi tôi còn nói. Một con dao lao thẳng vào tiệm vàng cướp của giết người hiếp dâm trẻ em đủ kiểu, đó là hành động của em lên văn luyện sau khi cướp của giết người. Thì em định đến nhưng không, em đã bị công an bắt ngắt chim nấu canh. Yeah yeah, bây giờ em đang chịu sự hình phạt, hình phạt, hình phạt của nhân dân, đó là cho địch nhau với sư tử. Hàng này là giết motherfuck. Thì hám mê giàu sang luyện vác dao đi cướp tiệm vàng, rồi em theo cuộc chơi mà chúng ta gọi là đập đá. Để hôm nay mình em thầm khóc cho quãng đời tội lỗi, em đã lên xe và chạy trốn. Ngồi trong đêm quanh hiu liên tiếc thương cho số phận mình, vì không nghe mẹ cha em đã xa chân vào cầm bay. Chạy theo bao cuộc chơi em mới theo con đường tội lỗi, thân xác em tôi không còn chi. Tôi không còn chi ngoài tấm thân ôm yêu ngày buồn. Em chơi kẹo và kẹo rồi mấy hơi là ngồi đâm ra. Đừng cho thân con em thành sớm mai xa lìa cuộc sống. Đến với tháng năm đầy tăm tối, gần mong sao ngày sau chẳng có ai đi cướp tiền vàng. Em mong sao ngày sau đời sẽ không ai phải hối tiếc. Hôm nay em ngồi đây lòng nhớ thương sao vàng yêu dấu. Em sắp ra đi tôi còn nói. Tôi không còn chi ngoài tấm thân ôm yêu ngày buồn. Em chơi kẹo và kẹo rồi mấy hơi ai ngồi đâu ra. Đừng cho thân con em thành sớm mai xa lìa cuộc sống. Đến với tháng năm đầy tăm tối, gần mong sao ngày sau chẳng có ai đi cướp tiền vàng. Em mong sao ngày sau đời sẽ không ai phải hối tiếc. Hôm nay em ngồi đây lòng nhớ thương sao vàng yêu dấu. Em sắp ra đi tôi còn nói. Chúng tôi hai singer Mr. TA và Linh Bi xin cảm ơn công an tỉnh Bắc Giang và em Lê Văn Luyện và nhóm HKT đã cùng hợp tác và làm nên bài hát này. Oh shit man, chạy sao.